Xin chào tất cả quý vị khán giả nhé. Chào mừng quý vị đến với kênh của mình. Lại là mình, Leo đây. Hôm nay, Leo sẽ dẫn quý vị bài nhảy Từng Cho Nhau phong cách cha-cha-cha. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng vào bài. Mời các bạn hãy click vào phần đăng ký và rung chuông để tiếp tục nhận được các video hướng dẫn của kênh. Thì trong bài nhảy này, chúng ta sẽ chỉ đi theo một hướng. Sẽ có tổng cộng là 5 tổ hợp chính. Và bây giờ Leo sẽ đi trước tất cả các động tác để cho quý vị tiện theo dõi nha. Tổ 1 intro mở bài 5, 6, 7 vào 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác số 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp số 2. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Tổ hợp số 3, điệp khúc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, 2 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 5, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 6, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 7, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 8, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Tổ hợp số 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8, 4 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 4, 3, 2, hết. Và chúng ta sẽ lặp lại tất cả các tổ hợp này, thấy chưa, một lần nữa là hết bài. Và bây giờ xin mời quý vị vào phần hướng dẫn chi tiết. Chúng ta sẽ đến với tổ hợp đầu tiên, tổ hợp mở bài nhé. Thì chúng ta sẽ có bước bachata cơ bản đi 2 step sang ngang, được chưa? Làm 4 lần 8 nhịp chân phải bước sang đếm 1, 2, 3, 4 gõ chân 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 được chưa? Ok, cũng cụt động tác này chúng ta thêm hông này chưa? 3, 2, 3, hất 5, 6, 7, 8 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thì động tác này chúng ta có thể đi hất hông và không hất hông, được chưa? Tùy theo trình độ của mọi người. Tiếp theo đến động tác số 2 thì chúng ta sẽ có bước sang ngang và chúng ta trả bước kép. Thì bây giờ chân phải vẫn bước sang ngang đi bình thường này. 1, 2, 3, 4, được chưa? Giống hệt. Tiếp theo bây giờ chúng ta đẩy mũi chân trái sang ngang và thu về nhé. Thì sẽ là, được chưa? 5, thu về 6, 7, thu về 8 và chúng ta đi lại bình thường. Tiếp theo, 2, 2, 3, 4 chân đưa ra, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với tổ hợp số 2 này, được chưa? Tổ hợp số 2 thì chúng ta sẽ có gồm là 4 câu cha cha cơ bản và chúng ta lặp lại 2 lần, được chưa? Thì chúng ta sẽ lùi chân phải về đi cha này. Thì chúng ta sẽ dậm chân phải đếm 1, đứt chân trái 2. Bây giờ chúng ta sẽ có bước cha cha chập ngang, đúng không? Thì chúng ta sẽ tiếp là 3, trụ chuyển sang 4, đúng không? Và tiếp theo chúng ta đưa chân trái lên phía trước 5, trả về chân phải 6 và chúng ta đưa chân trái trả về 7,
và 8, được chưa? Thì các bạn nhớ cái bước đi ngang này chụp vào với nhau, được chưa? Chụm chân đẩy ra. Ok. Thì chúng ta cùng đi nhá. Ok, 2 3 này. 1 2 3 và 4 5 6 7 và 8. 2 2 3 và 4 5 6 7 và 8, được chưa? Đến đây thì chúng ta thấy rằng là trụ đang ở chân trái, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ có bước cha cha mở tiến này, thì chân phải bước ra 3 2 3 và 4, được chưa? Tiếp tục 5 6 7 và 8. Tiếp theo là bước cha cha xoay một nửa vòng 4 2 3 và 4. Xoay tiếp 5 6 7 và 8, được chưa? Và tiếp theo chúng ta sẽ lặp lại một lần nữa cách cái tổ hợp này, được chưa? Thì các bạn cùng đi với mình nhé nào. 2 3 này. 1 2 3 và 4 5 6 7 và 8. 2 2 3 và 4 5 6 7 và 8. 3 2 3 và 4 5 6 7 và 8. 4 2 3 và 4 5 6 7 và 8. Tiếp theo ra đến với tổ hợp số 3 là tổ hợp điệp khúc này, được chưa? Thì tổ hợp điệp khúc bây giờ thì chúng ta thấy rằng là bây giờ chúng ta đang trụ bằng chân trái, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ vắt chân phải qua chân trái và đi cha cha này, đếm này. 1 và 2, được chưa? Tiếp theo chân trái đưa tiếp đi cha, 3 và 4, được chưa? Và chân phải chúng ta bước ra mở tiến này. 5 6 và trả chân phải về, 7 và 8 trả mặt về đây, được chưa? Tiếp theo lại chân trái làm tương tự ngược hướng. 2 và 2, được chưa? Tiếp theo 3 và 4, được chưa? Và chúng ta làm bước xoay 5 6 7 và 8 thì trả lại vị trí ban đầu. Thế đây là tổ hợp điệp khúc nhé. Tổ hợp này lặp lại rất là nhiều lần. Vì thế là chúng ta sẽ làm này. Ok, chân phải vắt qua này. 1 và 2 này, 3 và 4 này, 5 6 mở này, 5 6 và trả về, 7 và 8. Tiếp theo lặp lại tiếp. 2 và 2, 3 và 4 bước xoay, 5 6 7 và 8, được chưa? Ok, đến câu số 3 thì chúng ta sẽ lùi chân phải đi tiếp. 3 2 3 và 4 đi cơ bản dọc, 5 6 7 và 8. Câu thứ tư tương tự luôn. 4 2 3 và 4 thì giờ chúng ta sẽ có hai bước xoay này, xoay luôn này. 5 6 7 và 8. Câu thứ 5 xoay luôn, tiếp tục 5 2 3 và 4, giờ không xoay nữa. 5 6 7 và 8, được chưa? Đến câu thứ 6 thì chúng ta xoay một vòng luôn. 6 2 3 và 4 5 6 7 và 8, được chưa? Có nghĩa là đến câu thứ 6 thì chúng ta xoay cả một vòng luôn. Và tiếp theo hai câu mở tiến. 7 2 3 và 4 5 6 7 và 8 8 2 3 và 4 5 6 7 và 8. Ok, bây giờ mình sẽ đi lại cả cái tổ hợp điệp khúc này, được chưa? Nào, 8 câu 8 này, chân phải vắt qua 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 2 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3 và 4, xoay 6, 7 và 8, 5, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 6, 2, xoay một vòng và 4, 5, 6, 7 và 8, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, rồi. Tiếp theo sẽ đến với tổ hợp thứ tư này, chính là tổ hợp đoạn nhạc tác. Thì bây giờ chúng ta sẽ có bước chân như sau này. Bước rocking chair, đưa chân đưa về, được chưa? Thì chúng ta sẽ đưa chân lên ra làm 2 lần 8 nhịp nhé. Mỗi lần 2 bên. Ok. Chân phải đưa lên mũi chân. 1, 2, 3, 4 trả về chân phải. Tiếp theo chân trái. 5, 6, 7, 8 và lặp lại. Tiếp tục. 2, 2, 3, 4. Tiếp tục. 5, 6, 7, 8. Ok. Thì các bạn nhớ trả trụ về cái chân trái này nhé. Phải trả đúng trụ nhé. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ có bước chập ngang này. Đi tiếp tục này. 3 và 2. Được chưa? Trả chân trái về sau. 3, 4, trả sang bên trái. 5 và 6, 7, 8. Bây giờ kết hợp với tay. 4 và 2, 3. Đưa chân về, hai tay mở ra. 4, tiếp theo 5 và 6, 7, 8.
Dạ. Tiếp theo chúng ta sẽ có 4 bước cô ta tiến đi lên tiếp tục. 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. 2 step sang ngang tay đưa lên. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 được chưa? Lùi chân về đi cha cha và hai tay đưa xuống. 3 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8 được chưa? Và chúng ta sẽ có một nửa câu 8 còn lại thì đi bước single tại chỗ. 4, 2, 3, 4 được chưa? Và chúng ta hết bước này. Ok. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn xong bài. Chúc các bạn có một buổi tập thành công và có thật nhiều năng lượng. Và đừng quên subscribe và cho mình một like nha. Và nếu các bạn có điều gì góp ý cho mình thì hãy comment ở phía dưới cho mình để mình có thể làm những video tiếp theo tốt hơn nha. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn.